Chiều ngày 14 tháng 7, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, cho biết đã chỉ đạo công an thị xã củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của bệnh nhân COVID-19 mã số 17.725, 37 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thị xã Đông Hòa. Theo bác sĩ Ngô Đình Quốc, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thị xã Đông Hòa, chiều ngày 12 tháng 7, nữ bệnh nhân trên đã leo qua lỗ trống do các ô gạch vỡ trên tường rào bệnh viện để ra ngoài, sau đó leo vào lại. Khi bị lực lượng công an và bảo vệ bệnh viện mời làm việc, nữ bệnh nhân nói leo ra ngoài tìm hái lá bạc hà để đem vô bệnh viện nấu nước xong. Một lãnh đạo công an thị xã Đông Hòa cho biết có một bệnh nhân cùng điều trị tại bệnh viện Dã chiến thị xã Đông Hòa thấy bệnh nhân 17.725 chui tường ra ngoài nên chụp ảnh, quay clip gửi cho lãnh đạo bệnh viện Dã chiến. Khi bệnh viện mời nữ bệnh nhân này lên làm việc, bà khai nhận chỉ chui ra ngoài tường rào hái lá để nấu nước xong, không tiếp xúc với ai. Theo một vị lãnh đạo công an thị xã Đông Hòa cho biết, khi biết bệnh nhân khác trong bệnh viện chụp ảnh, báo tin cho lãnh đạo bệnh viện, nữ bệnh nhân này bức xúc. Ngày 13 tháng 7 đã lớn tiếng la lối, mắng người chụp ảnh ngay tại bệnh viện. Người chụp ảnh bức xúc nên đã quay lại clip và tung lên mạng xã hội. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý việc nữ bệnh nhân ra khỏi khu cách ly điều trị bệnh COVID-19 sai quy định.